Hội nghị quốc tế Botswana chống nạn buôn bán động vật hoang dã, các chính trị gia, hoạt động xã hội và chuyên gia về môi trường quốc tế ngày hôm qua đã lên tiếng cam kết chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã tại một hội nghị quốc tế diễn ra tại Botswana, châu Phi. Đại biểu từ 30 nước trên thế giới cảnh báo về sự cần thiết phải có hành động ngay lập tức và kêu gọi phải có những bước tiến chắc chắn để thực hiện những cam kết đã được đưa ra trước đây tại một hội nghị ở London vào năm ngoái về bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hổ, voi và tê giác là ba loại động vật nằm trong tầm ngắm của những kẻ săn trộm và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Bên cạnh đó, thì nhiều loại động vật khác như rùa biển, tê tê và một số loại cây hiếm cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Thống kê mới đây cho thấy là số lượng voi châu Phi đã giảm từ 550.000 con vào năm 2006 xuống còn 470.000 con vào năm 2013. Theo Quỹ Quốc tế về Động vật, doanh thu từ động vật hoang dã là khoảng 19 tỷ Mỹ Kim một năm. Một phần trong khoản tiền này được cho là để tài trợ cho các xung đột tại châu Phi.